Hé lộ danh sách đỏ đen ở Cbiz, Dương Tử Bạch Lộc nhận mưa lời khen. 59 phóng viên bóc dàn sao yêu sách và thái độ tệ hại. Truyền thông có trải nghiệm hài lòng khi làm việc với Dương Tử Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ, tuy nhiên cũng có ngôi sao để lại ấn tượng cực xấu. Đến hẹn lại nên theo đúng truyền thông đầu năm, Soho đã đăng tải danh sách đỏ và danh sách đen nghệ sĩ ứng xử và thái độ làm việc được đánh giá cao nhất và kém nhất ở showbiz Trung Quốc năm 2023. Bình chọn và nội dung của hai danh sách này dựa trên nhận xét của 59 phóng viên giải trí. Tiêu chí danh sách đỏ và đen. Danh sách đỏ các nghệ sĩ có thái độ hành xử, làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, thân thiện. Danh sách đen úp mở ẩn danh về những nghệ sĩ có thái độ hống hách, hành xử kém, thiếu tôn trọng cánh truyền thông. Danh sách đỏ của truyền thông. Top 1 Dương Tử, nghệ sĩ chuyên nghiệp, tận tâm. Theo Soho, Dương Tử là nghệ sĩ nghiêm túc trong công việc, coi trọng cánh phóng viên và không ngại trả lời những câu hỏi nhạy cảm. Ấn tượng của một phóng viên giải trí với nữ diễn viên này, là dù làm việc từ sáng đến muộn, Dương Tử vẫn bắt đầu cuộc phỏng vấn vào khoảng 23 giờ với trạng thái rất tốt. Cô chu đáo phân tích vai diễn, giải đáp thắc mắc của truyền thông và không có bất kỳ một câu trả lời chiều nệ nào để nhanh chóng kết thúc phỏng vấn. Dương Tử rất dễ tính, cô ấy là nghệ sĩ có quan điểm riêng và không ngại chia sẻ với bên ngoài. Kể cả khi đang bận rộn quay phim, nếu nhận được cuộc gọi từ phóng viên, cô ấy vẫn nhiệt tình trả lời để giúp họ hoàn thành công việc. Khi phỏng vấn Dương Tử, cô ấy khiến người đối diện cảm thấy như đang trò chuyện cùng người bạn thân nhất. Soho đánh giá Dương Tử có nhiều đức tính đáng quý như kinh nghiệm, tỉ mỉ, chân thành với đồng nghiệp. Top 2 Vương Hạc Đệ, chàng trai vui vẻ, tỏa sáng. Theo Soho, tính cách của Vương Hạc Đệ trước và sau khi nổi tiếng không có sự thay đổi. Dù đã trở thành gương mặt sao trẻ được săn đón bậc nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại, anh vẫn giữ được sự hòa nhã gần gũi. Nam diễn viên được đánh giá không có gánh nặng thần tượng, tử tế với mọi người, luôn lạc quan vui vẻ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tất cả phóng viên tham gia bình chọn đều có chung quan điểm, làm việc với Vương Hạc Đệ là trải nghiệm thú vị và thoải mái. Top 3 Bạch Lộc, chị em gái của mọi nhà. Bạch Lộc được nhận xét nghệ sĩ có duyên, tinh tế. Những ai từng tiếp xúc với Bạch Lộc đều từng muốn trở thành bạn tốt của cô. Theo Soho, Bạch Lộc rất coi trọng cánh phóng viên. Ngôi sao sinh năm 94 luôn chu đáo chuẩn bị đồ ăn nhẹ, hỏi thăm tình hình sức khỏe, công việc và ưu tiên cho phía truyền thông sắp xếp thời gian phỏng vấn, thay vì hẹn lịch phù hợp với khung giờ của mình như các nghệ sĩ khác. Sau khi nổi tiếng, Bạch Lộc vẫn trầm tính, dễ thương và dễ gần. Phỏng vấn cô ấy giống như trò chuyện với em gái hay chị gái trong gia đình. Khi ở cạnh Bạch Lộc, bạn sẽ có cảm giác như mình đang ở buổi tụ tập bạn bè, không có khoảng cách giữa minh tinh và cảnh truyền thông.